Từ Ngẫm giải quán quân 150 triệu tại Thách Thức Game 2. Nay Thanh Súng Ngân Thảo đã tạo sương sương hai cơ ngơi hoành tráng, trở thành CEO quyền lực, được chồng cưng chiều hết mực như bà Hoàng. Đây, Thảo mới cắt nhà. Thảo đã mua được một cái miếng đất ở gần nhà. Sau khi đám nói xong thì hai đứa mua chiếc xe này khoảng gần 300 triệu. Thời đến cản không kịp chính là câu nói được nhắc đến nhiều nhất về nữ YouTube Ngân Thảo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô nàng đã đem về loạt thành công trong kinh doanh. Đặc biệt, Thanh Súng còn khiến dân tình bất ngờ khi tự thưởng cho mình một chiếc xe hộp đắt đỏ, để lại nhiều ấn tượng khi tham gia Thách Thức Danh Hài. Ngân Thảo được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến. Sau chương trình, cô tập trung cho công việc bán hàng online và có nhiều thành công. Ngoài ra, khán giả có ấn tượng với màn lột xác về nhan sắc cực ấn tượng kể từ khi thể hiện tài năng tại chương trình. Ngân Thảo đã dần tạo được thiện cảm trong lòng công chúng. Tuy nhiên, thay vì tiến sâu vào showbiz, cô nàng lại chọn công việc kinh doanh online với 250 triệu đồng tiền thưởng. Nữ quán quân không ngần ngại đầu tư hết cho buôn bán và sửa sang nhà cửa. Cả ngoại hình, sự nghiệp lẫn tiền tài của Thanh Súng đều có những thay đổi lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng còn khoe bản thân đã xây căn nhà thứ hai chỉ để phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán. Sau thời gian dài theo đuổi đam mê kinh doanh, Ngân Thảo được bổ nhiệm làm giám đốc thương mại của một công ty mỹ phẩm. Nhờ chăm chỉ, cô nàng có một nguồn thu nhập khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhận trọng trách này đối với Thanh Súng không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, vị trí này hoàn toàn xứng đáng cho những cố gắng của nữ CEO. Cô tiếp tục khoe bản thân vừa xây thêm căn nhà thứ hai tặng bố mẹ. Thanh Súng Ngân Thảo tiết lộ, đây là căn nhà mình thuê được nửa năm nay để làm kho chứa hàng. Cuối năm ngoái mình đã mua lại luôn. Hiện phần kho mình vẫn giữ nguyên và đang xây thêm căn nhà phía sau để tiện sinh hoạt và buôn bán. Bên cạnh đó, cô nàng còn thường xuyên tạo những clip về cuộc sống đời thường để đăng tải trên trang cá nhân và các nền tảng mạng xã hội khác. Kênh YouTube của Ngân Thảo đã có hơn 240.000 người theo dõi, còn TikTok đạt gần 400.000 follower. Dù không tham gia showbiz, nhưng người đẹp này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Bên cạnh những lời chúc mừng về sự thành công của Ngân Thảo, nhiều cư dân mạng còn thể hiện sự mong chờ được thấy nữ YouTuber xuất hiện trên các chương trình truyền hình lần nữa. Không chỉ sự nghiệp, tiền tài, Thanh Súng Ngân Thảo còn không ngừng thăng hạng nhan sắc khiến bao chị em ngỡ ngàng. Trước đó, nhờ nam ca sĩ Ngô Kiến Huy tài trợ, nữ YouTuber đã có thể làm lại toàn bộ hàm răng của mình. Đồng thời với công việc trong lĩnh vực làm đẹp, nữ CEO đã biết cách chăm chút cho bản thân hơn. Giờ đây khi livestream bán hàng, Ngân Thảo cũng thể hiện rõ sự tự tin dù quay bằng cam thường. Chưa kể, điều khiến dân tình ghen tị với Ngân Thảo nhất chính là chuyện tình cảm thú vị cùng người yêu. Cụ thể, bạn trai của cô tên là Hoài Đức, anh chính là người đã luôn đồng hành cùng nữ CEO trong suốt quá trình tham gia Thách Thức Danh Hài. Người đẹp chia sẻ, tôi và bạn trai chạy xe máy từ dưới quê lên mà mưa quá nên cũng có ý định đi về. Đến lúc tới thành phố Hồ Chí Minh là đã 1 giờ sáng, phải tìm nhà trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thi. Được biết khi cả hai quen nhau hơn 1 năm thì Ngân Thảo mắc bệnh, phải mổ nang răng và bỏ đi 9 cái răng. Thời điểm đó cô cũng vừa đậu xong casting của chương trình Thách Thức Danh Hài, nhưng vì tự ti nên không muốn tham gia. Chính sự cổ vũ động viên của Hoài Đức đã tạo động lực để người đẹp tiếp tục đi thi và giành giải thưởng lớn. Mối quan hệ giản dị nhưng ngọt ngào và chân thành của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 4 năm bên nhau, cặp đôi quyết định tổ chức đám hỏi vào tháng 5 năm 2021. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên lễ cưới đã phải tạm hoãn lại. Để khẳng định tình yêu của mình, nữ YouTuber và bạn trai đã xin phép gia đình cho đăng ký kết hôn trước. Kể từ ngày nổi tiếng, Ngân Thảo đã có cuộc sống ổn định hơn trước. Nhờ việc trang cá nhân tăng follow chóng mặt nên công việc bán hàng của người đẹp ngày một đắt khách. Để có được thành công, bản thân nữ CEO cũng đã rất nỗ lực và chăm chỉ làm việc nên những gì cô nhận được đều hoàn toàn xứng đáng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.